Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe cực kỳ siêu lướt ạ. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chiếc xe vừa được sản xuất tháng 8 năm 2020 và đã đăng ký tháng 8 năm 2020 ạ. Vừa mới lăn bánh được hơn 3.000 km thôi. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Tất cả còn rất mới, còn nguyên zin như ở trong hãng, chưa một vết xước nào cả vì mới lăn bánh được có hơn 3.000 km thôi. Thưa với quý vị các bạn, đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng 2.4 lít, động cơ 2.4 lít và động cơ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy. Đó là cái động cơ mới của Hyundai vừa mới được trang bị cho chiếc xe Santa Fe này ạ. Và chiếc xe này là cái động cơ xăng 2.4 lít hộp số tự động. Chiếc xe này thì thưa với quý vị và bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua Hyundai Santa Fe mới thì cái chiếc xe này thì giá trong hãng Hyundai đang công bố bán ra là 1 tỷ 180 triệu ạ. Nếu như đăng ký xong để cái giá thành lăn bánh thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ 250 hay là 60 gì đấy, tôi đang tính nó khoảng đấy. Và nếu như quý vị và các bạn nếu bây giờ mua chiếc xe này thì quý vị và bạn có thể tiết kiệm được đến khoảng gần 100 triệu đồng đấy ạ. Vì chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán đang để cái giá một con số nó rất là đẹp, đó là 1168 ạ. Nhất Lộc Phát đấy, cho nên là tôi cũng để tạm lấy con số đẹp đấy thôi ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 này thì tôi mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để làm việc. Cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe hoặc lái thử chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, cũng tiện thể nhân cái lúc mà chúng tôi vừa mới mua được một chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 siêu lướt thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này. Tôi cũng sẽ giới thiệu thêm về cái phần option của chiếc xe này cho quý vị và các bạn cùng xem. Mặc dù chiếc xe này thì cũng đã được anh Hùng Lâm trên ô tô hay đã review rồi, nhưng mà chắc chắn là nhiều người còn chưa được xem về cái option của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020, cho nên là tôi quay giới thiệu để chiếc xe này và tôi cũng giới thiệu thêm về cái phần option cho quý vị và các bạn cùng được biết ạ. Vì chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, nó là chiếc xe siêu lướt ạ. Tất cả còn là rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới, cho nên là nó chưa có một vết xước nào, cho nên là không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về cái chất lượng nữa. Vì chất lượng của nó là gần như mới 100% luôn đấy ạ. Vì vừa mới lăn bánh được có hơn 3.000 km thôi ạ. Nhìn về cái phần đầu của xe thì quý vị và các bạn cũng đã thấy đấy, Hyundai cũng đã cải tiến chiếc Santa Fe này qua các đời nên rất là nhiều rồi. Cái phần đầu, cái phần mặt ca lăng đấy ạ, cũng đã được cải tiến rất là mới rồi ạ. Cặp đèn pha cũng là đèn bi xen đông và là cặp đèn đôi luôn đấy ạ, cả hai bên đèn đôi bi xen đông và đã có đầy đủ đèn hệ thống đèn full led rồi. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc cặp gương chiếu hậu này và gương chiếu hậu này cũng được tích hợp cả cảnh báo vượt trên gương, có cả cảnh báo vượt trên gương luôn đấy ạ. Và là gương chiếu hậu là gương gập điện chỉnh điện hết rồi. Xe đã được trang bị là khóa thông minh, đè nổ start stop và bấm khóa mở cửa đấy ạ. Cái bản khóa thông minh này thì rất là nhiều bản từ trước đã có rồi đấy ạ. Bộ la răng cũng đã được thay đổi lên rất là nhiều so với cái phiên bản trước. La răng xoáy và đây thưa với quý vị các bạn, la răng 19 ạ. Và lốp thì rất là mới luôn đấy ạ. Cái cặp lốp, dàn lốp này rất là mới đấy. Hôm qua tôi đem đi tôi rửa là những cái vạch sơn này của nó là vẫn còn luôn này. Vạch sơn màu đỏ vẫn còn luôn, chưa mới chạy có hơn 3.000 nên là chưa hết vạch sơn ạ. Đây là nó bẩn nên không nhìn rõ màu sơn thôi, chứ còn là vạch sơn vẫn còn đấy ạ. Rất là mới luôn. Nhìn về cái phần đằng sau của xe thì xe cũng đã được trang bị là cảm biến sau, cảm biến trước sau đều có hết và camera lùi đầy đủ rồi ạ. Và đây là cái phiên bản Santa Fe Premium 2.4 lít là động cơ xăng đấy ạ. Tất cả còn là rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới luôn. Xe được sản xuất và đăng ký tháng 8 năm 2020, cho nên là đến bây giờ thì chiếc xe mới lăn bánh trong thời gian khoảng 2 tháng mà mới lăn bánh được có hơn 3.000 km thôi. Thưa với quý vị các bạn,
không có một vết xước nào luôn ạ, tất cả như một chiếc xe mới. Nhìn về cái phần đầu của xe được thiết kế rất là hầm hố và đã rất nhiều option rồi. Có cả cảm biến trước đây ạ. Đây là cái phần cảm biến trước. Về chất lượng của chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm, vì chiếc xe này vừa mới đăng ký được khoảng 2 tháng và chưa có một vết xước nào, vẫn còn nguyên bảo hành tại hãng luôn ạ. Chiếc xe này thì bây giờ hãng Hyundai đã bảo hành, tôi nhớ không nhầm thì Hyundai đang bảo hành chiếc xe Hyundai Santa Fe này là 4 năm đấy ạ, nếu như tôi nhớ không nhầm thì Hyundai đang bảo hành 4 năm. Và nếu như mà tôi mà có nhầm thì quý vị cũng bỏ qua nhé, tại vì là tôi cũng chưa update được thông tin thường xuyên được. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm, nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mà mua một chiếc xe Hyundai Santa Fe thì đây cũng là một sự lựa chọn tương đối hoàn hảo, vì quý vị và bạn có thể tiết kiệm được đến gần 100 triệu đồng đấy ạ. Mà chiếc xe thì không khác gì một chiếc xe mới ạ. Biển số thì cực là đẹp rồi. Cốp sau cũng đã được trang bị là cốp điện và điều khiển ở trên khóa, điều khiển từ xa trên khóa đấy ạ. Đây là cái cốp điện. Rất là tiện lợi ạ. Và cái dòng xe Santa Fe đó, cái dòng xe 7 chỗ, gấp hàng ghế sau lại thì nhìn cái phần cốp rất là rộng rãi ạ. Đây là cái phần gầm của xe, tất cả cũng còn mới nguyên luôn đấy ạ. Lốp sơ cua cũng chưa động đến một tí nào luôn ạ. Lốp sơ cua, đây là cái lốp sơ cua còn mới tinh. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chủ xe mới vừa đăng ký và lăn bánh bắt đầu từ giữa tháng 8 năm 2020, mới được cả 2 tháng thôi. Cho nên tất cả nó còn rất mới, không những nó còn rất mới và nó còn nguyên vẹn luôn. Đây thưa với quý vị các bạn, lốp cũng mới này. Đến cái mũ van còn nguyên này, cái mũ van này còn chưa phải tháo ra để bơm hơi. Đây là cái vết sơn đánh dấu của nhà sản xuất đấy. Tất cả còn nguyên bản hết luôn. Đây cái đến cái mũ van này còn chưa tháo ra rồi, tất cả không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Rất là mới. Trước khi giới thiệu về cái phần option bên trong và cái phần nội thất thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để thấy là xem chiếc xe này nó còn mới như thế nào. Và nếu như quý vị và các bạn mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và quý vị và các bạn có thể qua trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe siêu lướt với hơn 3.000 km này ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái động cơ xăng 2.4 lít nhưng mà Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe này là một cái động cơ thông minh, động cơ mới là GDI. Động cơ GDI giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa luôn ạ, với mức tiêu thụ nhiên liệu rất cực kỳ đáng yêu, đó là ở kết hợp là 8,6 lít với động cơ 2.4 lít mà cái động cơ xăng, mà ở cái kết hợp đường kết hợp 100 km/h mà cho 100 km với 8,6 lít xăng thì cực kỳ kinh tế, cực kỳ hiệu quả đấy ạ. Nếu như trong khu đô thị thì chúng ta chạy phải hết 11,4 lít, và nếu như ở ngoài đô thị thì chỉ có 6,9 thôi, khoảng 7 lít thôi. Cực kỳ kinh tế đấy ạ. Ở động cơ xăng mà cho cái mức tiêu thụ nhiên liệu như thế này thì rất là kinh tế và hiệu quả đấy ạ. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe. Riêng chiếc xe này, thưa với quý vị và các bạn, tất cả những chiếc xe từ trước đến giờ tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn phần lớn như là tôi giới thiệu rất chi tiết từ con ốc cho đến keo chỉ. Nhưng chiếc xe này thì chắc chắn là tôi không phải giới thiệu những cái con ốc với keo chỉ cho quý vị và các bạn nhiều đâu, tại vì là nó không khác gì một chiếc xe mới vừa xuất xưởng ạ. Tôi giới thiệu thêm về cái option để cho nhiều người cập nhật thêm cái xe 2020
thì option nó khác như thế nào ở đây thưa với quý vị và các bạn. Option riêng về cái táp bi cửa này cũng được kết hợp với vân gỗ rất là sang trọng và lịch sự. Đây là cái gỗ đấy, vân gỗ này sang trọng rất lịch sự, và khóa thông minh, đề nổ start top, ghế là ghế da cao cấp, ghế da cao cấp kết hợp giữa màu nâu cà phê với màu đen, sang trọng và lịch sự, và đã được trang bị là ghế điện, ghế chỉnh điện đấy, ghế chỉnh điện 12 hướng, ghế chỉnh điện 12 hướng và tích hợp nhớ ghế hai vị trí. Đây thưa với quý vị bạn, đây là tích hợp nhớ ghế hai vị trí. Gương chiếu hậu đây, đây là cái cụm chỉnh gương chiếu hậu, gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương, tích hợp xi nhan trên gương và cảnh báo vượt trên gương với rất nhiều các tính năng và option đây. Ví dụ cốp điện này, chống trơn trượt này, cảnh báo vượt này, khóa cầu, khóa vi sai cầu, chiếc xe này là hai cầu. Đấy thưa với quý vị và bạn, và vô lăng cần số đây thưa với quý vị bạn, cũng không phải giới thiệu cho quý vị và các bạn này về độ mới đâu, mà giới thiệu về các option tính năng là chính thôi. Thưa với quý vị bạn, xe cũng đã được trang bị cruise control, sang số thể thao trên vô lăng đây ạ, sang số thể thao trên vô lăng này, phanh điện tử, phanh tay điện tử luôn đấy ạ. Đấy, và có cả các tính năng ví dụ như hiển thị tốc độ trên kính lái, hiển thị tốc độ trên kính lái đây này. Đi thì mới nhìn rõ hơn ạ, chứ còn là bình thường là đây có hiển thị tốc độ trên kính lái này. Đấy, quý vị các bạn có nhìn thấy không, hiển thị tốc độ trên kính lái, tôi đang mở cái nắp capo lên cho nên là hơi khó nhìn tí ạ. Đấy, đây là hiển thị tốc độ trên kính lái và đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị các bạn. Chiếc xe mới lăn bánh được có 3.653 km thôi, tôi vừa mới đi lại loanh quanh nó lên 53 km. Cái chiếc xe này chúng tôi mua về mới có 3.600 km thôi, và màn hình giải trí đa phương tiện đây, tích hợp cả GPS bản đồ, và đây là cái chế độ sạc điện thoại đây ạ. Đây là sạc điện thoại không dây, đặt chỉ cần quý vị bạn thì đặt điện thoại đây là sạc rồi. Đấy, đây là cái phần sạc điện thoại không dây, sạc điện thoại không dây có thể đặt vào đây ạ. Option thì rất là nhiều, gương chiếu hậu đằng chiếu sau cũng là gương chống chói ấy. Rất nhiều những option hay ở chiếc xe Hyundai Santa Fe này thưa với quý vị các bạn. Sau nhiều năm cải tiến thì Hyundai cũng đã cải tiến cho chiếc Santa Fe này rất là nhiều ạ. Điều hòa thì tự động hai vùng, và hai vùng đằng trên này và có cả vùng đằng sau nữa. Sấy ghế, thông ghế đều có hết ạ. Có phần thêm phần thông ghế đây ạ. Đấy. Ở những cái phiên bản trước nó chỉ có sấy ghế, sấy ghế tức là về cái phần mùa đông nó ấm thôi, nhưng bây giờ có cả phần sấy ghế và phần thông ghế đây. Thưa với quý vị bạn nha, đây là cái phần sấy ghế này cho nó ấm này. Còn đây là phần thông ghế này, thông ghế tức là nó có quạt thổi từ trong ra để nó giúp lưu thông không khí ở bên trong, để nó thoáng cái lưng mình để mình ngồi tựa vào. Và cửa sổ toàn cảnh thì quý vị các bạn đây xem đây ạ. Cửa sổ toàn cảnh mở ra thì chúng ta có thể nhìn được hết trời rồi. Và kể cả thưa với quý vị và các bạn, cái trần này cũng là trần da lộn luôn đấy ạ. Trần da lộn này, tất cả này, bên trong này đều là bằng da lộn hết ạ. Nhìn nó rất là sang trọng ạ. Nhìn sang trọng cái xe rất là nhiều đấy ạ. Nội thất thì kết hợp kể cả táp lô cũng được khâu ra, và kết hợp giữa màu cà phê và màu đen. Đấy, quá thông minh, đèn nổ start top, rất là nhiều option rồi, rất là tuyệt vời. Rất là sang trọng luôn. Đây là cái phần nội thất đằng sau. Nội thất đằng sau tất cả còn rất là mới luôn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, cái ghế bên phụ đây ạ. Tôi quên mất chưa giới thiệu cho quý vị và các bạn xem, cái ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn nhá. Thưa quý vị, đây là cái chỉnh điện cho ghế bên phụ này. Rất là tiện lợi. Và cửa gió điều hòa hàng ghế ngồi ở giữa. Đây là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi ở giữa. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào khoang sau để xem như thế nào. Đây thưa với quý vị bạn, rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông. Cốp chỉnh điện đấy ạ, cốp sau chỉnh điện. Và đây là cái điều chỉnh cho dàn điều hòa ở hàng ghế ngồi sau cùng đấy ạ. Điều hòa là 3 vùng. Điều hòa là 3 vùng luôn. Gập ghế này, gập ghế cũng là gập điện. Đấy.
Đây là cái gập ghế điện cho hàng ghế phía sau. Gập ghế lại rồi. Và cái hàng ghế sau cùng này chưa lật lên tí nào luôn, tất cả nguyên luôn, mới luôn đấy. Tất cả còn rất là mới. Chủ xe mà mua về đăng ký xong chưa được sử dụng đấy. Gần như là chưa được sử dụng. Nhìn về cái phần cửa sổ trời này, rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Thưa với quý vị bạn, cũng là ở cái phân khúc 7 chỗ, nhưng mà chiếc xe Santa Fe sau khi gập ghế lại thì có lẽ là nó rộng nhất trong các dòng xe 7 chỗ đấy. Nó giúp cho gia đình mà đi du lịch dã ngoại gì thì rất là tiện. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau đây. Táp bi cửa cũng được trang bị là rèm cửa rồi đây, rèm chống nắng. Ở những cái phiên bản đời trước đó, nhiều xe là chưa có được cái rèm chống nắng này, nhưng ở cái phiên bản này thì đã có rèm chống nắng rồi, rất là tiện lợi. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Ốp gỗ sang trọng, lịch sự. Và ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện rồi. Rất nhiều bộ phận ở trên chiếc xe này mua về còn chưa bóc ni lông. Đây, thưa với quý vị bạn, chưa bóc ni lông luôn. Nội thất thì rất là đẹp. Trên này cũng chưa bóc ni lông luôn. Tất cả là còn nguyên hết. Rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới ạ. Đúng là một chiếc xe siêu lướt. Và đây chính là trái tim của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe 2020 này là một cái khối động cơ xăng. Và là động cơ rất là mới đấy ạ. Động cơ GDI. Động cơ thông minh và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ở cái đường hỗn hợp. Thì chỉ hết hơn 8 lít cho 100 km thôi, thưa với quý vị và các bạn. Và chiếc xe này thì tôi cũng không, xin phép quý vị và các bạn là tôi không giới thiệu nhiều về cái phần động cơ nữa, tại vì chiếc xe này thì mới có lăn bánh được có hơn 3.000. Tất cả đây thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Đây, nó còn mới, rất mới, không khác thì một chiếc xe vừa mới đánh từ trong xưởng ra, từ trong hãng đi ra đấy ạ. Giống như một chiếc xe vừa mới xuất xưởng thôi, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc xe này còn đang bảo hành chính hãng, cho nên nếu như quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì quý vị và bạn có thể yên tâm ạ, hoặc có thể đem vào hãng để check ạ. Chiếc xe này vừa mới lấy từ hãng ra, cho nên bây giờ quý vị và các bạn có thể đem vào hãng check thoải mái luôn ạ. Chiếc xe này đang còn bảo hành nguyên tại hãng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2020 siêu lướt này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Có lẽ thì tôi cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh ô tô 360 chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.